Trời ơi, hôm nay mới hát luôn á, đâu hát thử cho mọi người nghe coi. Con căng cu gu, cái mặt nó ngu ngu, cái lưng nó gù gù nhưng mà nó có con á. Con tu. Wow. Chà Tết thắm này chắc đẹp dữ ấy. Ở gì đâu? Mẹ thằng Tuấn không? Em đã gọi nó đang làm gì ngoài vậy anh? Ủa, chưa tới Tết mà hôm nay nó đi chơi Tết sớm quá vậy? Có nào nó đi nó bỏ anh em mình không? Đuổi mình đi không? Ủa, mà như trên tay cầm cái gì nữa kìa? Trời ơi, nó là ông hoàng nhặt rác mà, thì chắc chắn trên tay nó cầm rác rồi. Ê, vậy có gì nào hôm nay nó có rác nó đi review một mình, nó không đuổi anh em mình không trời? Ủa, có khi vậy lắm anh. Thì lại bắt nó đi. Đúng rồi, lại bắt nó đi anh. Bắt nó! Tư lại, chạy đâu đó. Thì ra đã bắt được mày rồi. Mày đi đâu đây? Thì em đi chơi Tết chứ đâu. Cái gì vậy? Sáng sớm mà lẻn lẻn lúc anh. Ủa, đi chơi Tết thì kỳ cục vậy ta? Đi chơi Tết mà cái bịch gì bên đây đó? Bịch đồ ăn nha. Tầm bậy rồi, đi chơi Tết ai mua đồ ăn? Mày có cái gì mà giấu không? Mở ra coi. Đồ ăn gì mà đồ nhựa không? Hả? Mày ăn mấy cái này luôn hả? Công nhận hôm nay tớ đỡ không vậy lạ quá ha. Xạo hả? Cái gì anh trai thì bọc đồ chơi. Nếu mà nói cái này đồ ăn thì mở ra cho tớ lẹ. Bọc đồ chơi. Cho ăn đi. Cho ăn thử. Review yeah. tất cả các loại đồ chơi nha. Yeah. Tôi sẽ tự giới thiệu, tôi chính là ông hoàng review. Không phải lộn, tôi chính là chúa tể review. Còn tôi mới là ông hoàng nhặt rác nè. Đúng rồi, lúc nào có mình rác trên tay của ông hoàng á. Còn em chỉ là kẻ quỷ diệt đồ chơi. Còn kế bên em là vợ của kẻ quỷ diệt. Có nghĩa là đây chính là kẻ quỷ diệt đồ chơi đó. Đó là bình thường lên gì đó. Không nói gì nữa, anh em cũng thấy sau lưng chúng tôi là một cái background Tết rất là đẹp luôn. Thì Tết mọi người lo nghỉ ngơi, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn làm việc, vẫn đi review cho mọi người xem để có những cái clip mà năm mới vui vẻ, an khang thịnh. Cái gì vậy? Ngồi chỗ này nó hơi thúi anh trai. Quỳ đâu cái kẻ nó có gì đâu thúi. Nước rác. Ủa mày đi theo tao bao nhiêu năm rồi mà còn nói chữ thúi nữa. Trong đầu của anh cái từ đĩ chữ thúi là mất rồi. Vậy anh. Rồi làm việc đi. Đây, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gì? Wow. Trời ơi, chưa gì mới thấy mình uống trà rồi. Có cái chén chế vô luôn, quá là đẹp luôn. Ê vậy anh trai. Anh em ơi, hôm nay tôi nhìn sơ tôi thấy rất là nhiều đồ để mình review luôn á anh em. Anh trai. Quá trời đồ xịn luôn nè. Rồi, còn cái này là móc khóa bên Singapore nè. Trời, lấy ra thử có gì luôn. Đây. Ờ lấy ra nha, trông có quỷ gì kìa. Trời tôi sợ cái này mà nói lần đầu nói ướt lắm. Đó, trời ơi, quỷ gì kìa. Không phải, cái này chắc tại nó lâu năm quá nó bị mục, nó đụng vô cái nó bị gãy liền à. Trời ơi, còn mới tên luôn nè Mi, Singapore. Thôi anh tặng cho em làm móc khóa luôn đó. Dạ, em cảm ơn anh trai. Còn của em là ông trai. Của em hả? Của em thì tặng cho em cái này đi. Trời ơi. Vậy? Wow. Cái này là trái tim phản chiếu tình yêu. Ủa trái tim mà sao nó có giống như cái một ghẻ đây anh trai. Không phải đâu, cái này là nó có cái miếng gì nó dán keo đây mà bây giờ nó bị xúc ra rồi. Ủa đó. Vậy thì để anh tặng cho anh cái khác nha. À, em thấy anh có gâu đúng không? Khoan, coi nè. Đây, chán vô. Lật lại, thấy chưa? Wow. Còn thêm một cái gương trên đây nữa, đó là đúng bộ, đúng hệ của nó luôn á. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ coi chúng ta hôm nay sẽ có cái gì. Ủa, hả? Bạn nào nắm tay trên đây nữa vậy? Đừng có nói cơm chó nè. Gãy anh làm tùm lao quá mà. Đó, bây giờ mở cái này ra coi cái gì trong này Tuấn. Cái vật này tôi thấy có giá trị nha, là bằng đồng đàng hoàng nha. Đó. Ôi, ai vậy? Cái chị này chém với trai nè anh trai. Trời ơi, công nhận kệ tôi mà đẹp dữ vậy luôn. Hồi nãy Di Đu nói vậy tao mà. Ủa vậy anh hả? Ờ nè, đẹp không? Em cho mượn điện thoại các bạn. À đây. Lộ, cái này là ghệ của bạn Tuấn á. À, hôm nay có một cái móc khóa này khá là đẹp luôn nha. Mà như tôi để ý hôm nay mình toàn là lụm mấy cái đồ trang sức không ạ. À. Yeah. Ủa đúng rồi trai. Con này ghệ bạn Tuấn thiệt nè. Trời ơi, không ngờ cái gu của em mặn dữ vậy luôn á Tuấn. Em đơn trai à. Tiếp tục bây giờ tôi sẽ coi trong đây còn cái gì nữa. Đó. Hồi xưa anh đi học anh có xài nào mà. Không, cái này là của cô giáo xài mà, mình đâu có xài đâu. Dạ đúng rồi, của cô giáo em lộn. Đúng rồi, mỗi lần cô giáo mà đập như vậy là chúng ta sẽ xếp hàng một để vô chuẩn bị điểm cho anh vô lớp. Yeah. Rồi bây giờ cái này là cái vòng tay của ai vậy nè? Ủa, xi men của Tuấn Lại á. Thử ơi, bộ xi men này gắn đẹp. Đó. Gắn cho có tâm con gắn gì kìa vậy? Gắn sao anh trai? Đây. Ủa, muốn vô như cái lò xo đó. Quý việc làm cho. Chuẩn bị gì cái tay. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi. Rất là sang chảnh luôn nha anh em. Cái này là kim cương nhập ở bên Mã Lai về nha. Chị Hằng là không có lại cái kim cương này đâu. Kim cương của tôi là độc nhất vô nhị, chỉ có tôi có thôi. Sao kim cương của anh bằng của em được? Đâu? Trời ơi. Quá. Wow. Hôm nay công nhận là toàn là đồ trang sức không à, hiện đại quá. Còn cái gì đây? Tôi thấy một cái đồng hồ nữa. Ê, mà cái này nước nào anh trai? Australia là nước Úc đó. Thấy có hai con kangaroo không? À. Cái này là biểu tượng của nước Úc á. Ủa, anh ơi, cái đồng hồ đẹp quá. Cái này là cái cổng mà xuất phai đây đúng không?
Đúng rồi, con dây USB đó cho mày sạc dự phòng của mày đó. Ủa gì hả? Tào lao quá à. Em quên review này kỹ anh trai. Bài hát con kangaroo có một bài hát anh. Trời ơi ghê, hôm nay mới hát rồi à. Đâu hát thử cho mọi người nghe coi. Con kangaroo, cái mặt nó ngu ngu, cái lưng nó gù gù nhưng mà nó có con à. Công nhận với anh em á, hôm nay tôi mới lần đầu tiên tôi nghe anh Tuấn anh hát mà tôi xúc động quá. Tôi muốn khóc luôn á, cái bài hát kangaroo á. Để đây đây rồi. Coi coi còn cái gì nữa không, review cho các bạn xem nè. À, đây là cái gì vậy ta? Chữ A. Chữ A. Sao dạo này lượm được nhiều giá trị quá vậy ta? Trời, cái con dây đó nè. Hình như mấy con dây này là bằng inox của Tuấn. Dạ anh trai. Ừ. Không mà mấy con dây này đẹp quá, mình đem về mình xài được á. Yeah. Thôi, đừng có bị gì. Mày gì không à? Dây của ta xịn gì mà cái đứa này phá không à? Có cái cậu nè. Ủa cái cậu đá hả? What? Cậu này đá bằng dạy mới được nha, chứ đá bằng chân không là sưng cái giò luôn á. À, đúng rồi. Rồi ok luôn, đây là một chiếc xe cứu hỏa. Wow. Rồi, đây là một chiếc xe cần cẩu. Ê, cái cần cẩu này bơm qua bung vô được luôn nè mọi người. Đó, cần cẩu để qua đây. Còn đây là cái cây cỏ mắc cướp em sẽ đem về cho mấy mình xài. Trời ơi. Chứ gì nữa, người ta con gái phải mua đồ mới chứ mày đưa đồ cũ sao được. Trời ơi, tiếp đi, hôm nay phải tập trung gì riêng đồ chơi, nãy giờ toàn là đám bay không à anh em. Này em sẽ tặng con này cắm kiến. Con mắc kiến đẹp quá vậy. Giống ui của Nobita quá. Không phải, mắc kiến này là của nhà thám tử đại tài số lớp hôm á. Thấy sao anh ta? Đẹp. Hợp á. Vậy đeo luôn nha. Mày sao nhìn mặt mày dâm quá vậy? Nhìn mặt nó biến thái quá. Tự nhiên hè đang bình thường đeo kiến vô cho thành thô bỉ tiên sinh luôn. Rồi thôi, tiếp tục cho hành trình chúng ta. Đây là chiếc chìa khóa mở dạng năng đưa vô két sắt. Hả? Ôi, gì anh ta? Lấy cái chìa khóa này gắn cùng dây chuyền đeo đẹp lắm á. Đúng không? Đó, rồi gắn đi. Rồi tiếp tục đây là chú heo bíp bíp. À. Còn đây là một chiếc xe hơi địa hình á. Cái xe này chạy ngộ vậy? Ờ, cái bánh của nó xay gì được luôn nè anh em. Ờ. Ê, như có chớn luôn nè. Chớn có chớn luôn anh. Cái đó là mình mới chạy bằng đó. Yeah. Wow. Này, mình lên dây cót anh. Chiếc xe này xịn lắm mọi người. Ê, em trai sót một biếng đây nè em trai. Đây. Thạch nhiên năm. Cái này không phải gặp lại đâu. Cái này là ngọc phỉ thúy của vua càng lớn. Đeo vô coi. Này đeo vậy em trai. À, đẹp. Cái này lấy đeo vô cổ được á Tuấn. Nè, kéo dây ra nè. Đó. Đó. Wow. Đeo vô là biết rồi. Chúa liền luôn. Trời ơi. Cộng dây chuyền này nhìn đeo vô sang trọng quá anh em. Yeah. Mà như nó phát sáng luôn kìa anh. Đúng rồi. Thì cái này là cọc đen quang mà. Còn đây chính là cây đũa thần trong Harry Potter. Làm phép anh coi. Em sẽ làm miếng mất này à. Ồ, biến. Wow. Nhổ ta. Nam mô a di đà Phật. Tự nhiên mày chịu hồi thần lụm rác gì đây chứ vậy? Ông xuống đây ông giành rác với tao luôn đó. Ủa vậy? Trời đúng rồi, rác của mình mà sao tự nhiên mày chịu hồi bậy bạ được? Để đây đi. Ủa, đồng 2000 với 500 đồng hồi xưa nè. Ủa sao vậy này? Ủa, cái đồng 2000 này hiếm lắm nha, không biết anh em có từng thấy cái đồng này chưa ta? Chứ còn cái thời tôi là tôi thấy nhiều lắm luôn rồi đó. Thời em xài rồi anh trai. À, cũng như mà các bạn nhỏ đang xem chương trình thì đâu có biết cái này đâu. Đúng rồi. Rồi, đây là chiếc xe chạy bằng gỗ. À. Công nhận hôm nay cũng có nhiều đồ lạ quá ha. Ý con chó này nó bằng cái gì nặng dữ luôn anh trai. Đâu để em mượn em coi thử làm đá liền à. Bằng cái gì vậy? Cái này là nó bị quá thạch á. Ủa vậy con chó hồi xưa sao nó mini tí hơn cái gì giờ nó quá thạch nhỏ xíu vậy à? Dạ nó bị teo lại hay gì em cũng không biết nữa em đón. Là sao ta? Hồ biên. Đây con chó khác anh trai. À, con chó từ con chó quá thạch biến thành con chó chân châu luôn. Mà sao tao thấy giống con mèo quá mày ơi. Đây đây cũng là một con chó nè. Trời ơi, con chó này nó ăn nhiều quá nó mập ú rồi, giờ cái chân còn ngắn ngủ à. Sao con này giống Dinu quá ta? Thì nó có hàng xa với Dinu chứ bộ. Đúng rồi. Ê à, thấy không, cái bằng giống như Trang nè. Cái Trang hả? Ai yeah. Ok luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Dạo này tôi thích nhất á, lượm đồ chơi tôi thích nhất là lượm những chiếc xe. Anh em biết có sở thích giống như tôi không? Chứ tôi thấy mấy chiếc xe màu mè tôi rất là thích luôn. Ôi, bộ đó, bộ tóc giả nữa. Hai chiếc xe tôi rất là khoái luôn nha. Bộ tóc giả đó em đội cho con Doraemon. Mà đội không được mong. Ôi, có con Doraemon luôn nè. Ý, thấy con Doraemon này nhìn nó xinh quá ha. Wow, đẹp luôn, cho Doraemon lên trên xe nằm luôn. À. Đây, bộ tóc giả. À. Tóc giả cho anh này ơi, con gái mới bên lớp mà đội tóc giả rồi. Cục này cùng gì bảy sắc rộng rồi nè anh. Trời ơi, cục này chính là kẹo dẻo của mày á, ăn đi. What? Đâu phải đâu. Oh no. Yeah. Ghê quá, dục đi. Để sẽ mời huynh đài một chén trà nhá. What? Thưa rồi, đây. Đây, uống lẹ đừng có để thí rồi. Quên. Kính huynh là mày uống đó. Ủa? Uống đi. Em kính nó trước mà anh trai. Nó mời mày phải uống trước. Kính em. Dạ em kính anh trai. Rồi cuối cùng ai uống? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok anh em luôn, hôm bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái gì hôm nay tôi lụm được nha.
đây là một cái miếng ngọc bội rất là đẹp luôn. Đây là một cái biểu tượng của Singapore. Đây là một cọng dây chuyền hình chữ A. Đó, một cái đồng hồ của nước Úc. Chà, hôm nay toàn đồ xịn không à. Và một cái mặt này khá là đẹp luôn. Và có cái này chắc là quyền sở hữu của cái bạn trong đây. Đúng rồi anh chạy. Mở ra. Có khi nào bạn này là người yêu của anh Bạch Công Tử không ta? Có lẽ nào. Đúng rồi đó. Mặc cái này là lâu lắm luôn rồi anh. Ừ, rất là đẹp luôn. Cái đồng hồ nhìn nó cổ ghê luôn mọi người. Đó. Và hôm nay tôi tâm đắc nhất là chiếc xe này. Chiếc xe này rất là lạ luôn. Xe này vừa lấy chớp chạy được. Đó, chạy đẹp lắm anh em. Mà mình lấy chớp bằng tay được luôn anh. Yeah. À, lấy chớp bằng tay là lấy cái tay quay đó phải không? Đây. Đó. Quá trời xịn luôn. Và hôm nay là lượm được một cái món đồ tuổi thơ. Đây là cái món đồ để kêu gọi cái bé bé nhỏ. Rồi, ok luôn. Còn những cái món này là không có cái gì để review được cho anh em coi. Dạ. Thôi hôm nay clip cũng khá là dài, tôi xin kết thúc clip đây luôn. Anh em nhớ đón xem những clip tiếp theo đi lượm rác và review của tụi tôi nữa nhé. Yeah. Còn bây giờ thì chúc anh em ăn Tết vui vẻ. Bye bye. Nghỉ Tết trên trang, lượm rác mệt quá rồi đó. Nghĩ cái gì, Tết là cái mùa để anh em mình hoạt động mạnh mà tại sao lại nghỉ? À, không nghĩ gì thì xin lì xì. À đúng rồi, anh Trang lì xì. Dạ, chứ lì xì. À,